Alo, xin chào tất cả anh chị các bạn. Hiện giờ thì Phương Nga đang ở ngay phi trường Clot. Và trước mặt các anh chị và các bạn đó là đường để mà vô phi trường. Thì ở phi trường Clot người ta cũng có phân biệt là quốc nội và nội địa. Thì các anh chị cứ hình dung đi là... Ý Nga muốn nói là đối với ga mà nội địa quốc tế thì nó giống như cái phi trường Clot, nó là một cái hình chữ U. Và mọi người... chính giữa cái hình chữ U đó, đó là chính là ga quốc tế, còn chung quanh dọc đó là ga nội địa. Và mình đi vô, hôm nay mình đi là đi hãng của Southwest. Thì hầu như các anh chị và các bạn khi mà đến đây thì mọi người sẽ phải, ví dụ nếu như có hành lý thì mình phải lấy cái hành lý và mình phải lấy cái xe đẩy đằng kia. Đó, thì cái xe này bữa nay là giá là 5 đồng cho một lần sử dụng. Và các anh chị bỏ tờ 5 đồng vào thì sau đó sẽ lấy được cái xe. Còn nếu như các anh chị không lấy, không có dùng tiền đô thì các anh chị có thể dùng thẻ Visa card hoặc Master card. Bây giờ mình sẽ lại, mình sẽ quay cho mọi người xem cái chỗ, cái xe, cái thông tin. Nếu như mà mọi người mà lấy được cái xe mà đang free, không có ai sử dụng, giống như ta sử dụng xong ta bỏ đó thì mình sẽ đỡ tốn được tiền. Còn thôi thì các anh chị sẽ lại đây ha. Rồi, đây giá của cái kẹt 5 đồng. Đó nghĩa là họ sẽ sử dụng, một là thẻ sử dụng thẻ tiền mặt, hai là mình sẽ sử dụng bằng thẻ credit card hoặc là Visa hoặc American Express hoặc là Master. Và tất cả các loại thẻ thì các anh chị bỏ vô đây. Và sau đó hai là anh chị lấy cái xe ra. Và sau khi xài xong thì mình vô mình trả lại cái vị trí đó. Và mình đi hãng Southwest thì nó ở Terminal 1. Có nghĩa là Terminal 1 là khi mà vô phi trường cái là đụng nó đầu tiên. Và bây giờ thì Nga sẽ đi đến cái chỗ mà xem thông tin. Và Nga sẽ cho các anh chị xem, đối với cái chuyến bay của Nga thì Nga đi vào lúc là 12:45. Và chuyến bay là Southwest 1800. Và các anh chị phải đến, và tại vì cái này có hai hình thức, một là check in online. Sau khi check in online mình sẽ được có một cái mã code và mình dùng mã đó để quét. Nhưng mà mình có hành lý thì mình sẽ làm thủ tục gửi. Và Nga sẽ cho các anh chị xem cái bản thông báo nha. Thông thường thì tất cả các hãng hàng không họ đều có cái bản thông báo để mà đi ở trong local, có ngay trong nội địa. Đối với đầu tiên departure thì có những cái chuyến bay sẽ khởi hành đi ở tất cả các vùng của bên nước Mỹ, thì các anh chị đến đây và các anh chị sẽ xem thông tin về mã chuyến bay. Nhiều khi có những cái sự thay đổi thì mình sẽ dòm trong đây để mà mình biết mà mình đi. Và có cái người ta có ghi rõ là chuyến nào delay, chuyến nào cancel hay chuyến nào bay đúng giờ. Rồi cái arrival là đến, thì sao đến từ đâu, vào lúc mấy giờ, có hết, mọi người sẽ đến đây. Và khi mà mọi người đến đây, khi mà gửi hàng á, mình sẽ có những cái khu vực đầu tiên. Mọi người sẽ thấy cái khu vực mà giống như mình kiểm tra cái hành lý của mình, coi là có còn giống như là có bị quá ký hay không để mình chỉnh sửa. Tại vì đối với hãng Southwest thì cứ một vé máy bay là hầu như người ta cho mình được hai kiện gửi free, và kiện thứ ba sẽ tính tiền. Và các anh chị sẽ check hành lý ở ngay cái chỗ này, nó có một cái cân để mà mình cân và tự mình sẽ cân tại đó. Các anh chị thấy nó nằm đằng sau, và cái cân đấy thì nó có đầy đủ hết mọi cái. Còn cái khu vực này là cái khu vực mà gọi là check-in tự động, tự mình check-in tại đây và mình sẽ gửi tại đây. Và người ta quy định đây, đối với cái hai hệ kiện đầu sẽ free, nhưng cứ kiện thứ ba trở đi thì là sẽ tốn 75 đồng cho cái kiện thứ ba. Và thông thường sẽ check-in trước 3 tiếng thì mình sẽ gửi hành lý. Và đặc biệt khi ở trong khổ mộ của Southwest á, thì Nga thấy ấn tượng nhất là cái phần decor của họ.
Họ có những pano quảng cáo rất là đặc thù. À, Nga quay cho mọi người xem những cái pano quảng cáo, và đặc biệt mà mình thấy đây, cái mình ấn tượng nhất là cái trình mà người ta muốn quảng cáo, đó là trình về Zoom meeting. Đây là một trong những trình mà gọi là đang là phổ biến một ở tại giống như là, có nghĩa là khi mà các chị họp hành này kia thì đây là một trong những cái trình rất là mạnh, và họ đã quảng cáo ở dọc xuyên phi trường. Rồi các anh chị và các bạn có một cái lối để di chuyển giữa quốc, giữa và departure, có nghĩa nơi đến và đi đi, bằng cách đi thang máy ở ngay chỗ này, à, các chỗ thang máy để mình đi. Rồi restroom thì cũng gần đó, do đó rất là dễ để mà đi trong đây. Nếu như mọi người không hiểu rõ những cái gì đó thì có thể hỏi tại những người hướng dẫn tại đây, họ sẽ nhiệt tình chỉ dẫn mình. Đối với tất cả các phi trường mà ở local thì người ta có một cái dịch vụ là dành cho wheelchair, có nghĩa là được đẩy, giống như các anh chị họ phải đi và đẩy, giống như là những người dành cho những người lớn tuổi hoặc những người mà bị đau chân này kia đi không được thì có thể đến đây để mà đăng ký. Đây, đối với những cái hành lý mà các anh chị đi qua nước ngoài, đặc biệt là đi trong local mà gửi, mà giống như những gì mà đóng thùng á, thì mình phải đi đến cái khu vực này để mình gửi. Và mình đi đến chỗ ngồi chờ, tại vì hiện tại bây giờ chuyến bay của mình còn đến cần cả tiếng đồng hồ nữa lần. Thông thường và bây giờ thì đến phiên Nga vô Nga check-in, thông thường thì hành lý mình sẽ được đi check-in sớm khoảng tầm 3 tiếng. Nga muốn gửi những cái kiện hàng này cho xong rồi, và sau đó thì mình sẽ tự do mình đi vòng vòng và mình sẽ vô phần phía trong để mình record những hình ảnh và cho các anh chị và các bạn theo dõi nha. Bây giờ Nga đi check-in vô. Nga trở lại nói tiếp tục với các anh chị là hồi nãy Nga có chia sẻ với các anh chị là đối với Southwest thì mình sẽ được là mua một cái vé thì mình sẽ được full gồm 2 kiện hàng 23kg mỗi kiện, nhưng đặc biệt đối với kiện thứ 3 thì mình sẽ đóng một số phí, đó là 75 đồng. Nga tiếp tục với các chị trong lúc chờ đợi mà đến khi mà mình check-in. Thì năm ngoái Nga đến đây cũng check-in và lần đầu tiên thì lúng túng, thì bây giờ mình cũng quen rồi. Và khi check thì mình sẽ, đối với mình đã chưa có check-in online, và khi bây giờ mình check-in online rồi mình cũng yêu cầu họ có thể in cho mình cái boarding pass để cầm đó cho ăn. Và nhớ check thời gian để mà ra vô, giống như là nhiều khi coi các bạn có thay đổi nha. Rồi bây giờ Nga vô Nga gửi hàng. Get line để mình vô check-in.